nó lên cột mốc rồi các bạn. Ở trên kia là công trình của sân cua. Trên này đang xây dựng chưa xong. Đang xây tượng Bồ Tát đúng không? Cổng của cầu rất đẹp. Nhiều vườn hoa cũng được. Ôi, tao không đi nữa đâu. Vậy xuống rồi, đâu còn đi nữa đâu. Nè, đây cho cô nè, đâu có đi lên nữa.
Bên, bên, bên. Bên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam.